anh về đây. Vậy thì em hãy giúp anh đi. Chỉ có em mới có thể giúp được anh thôi. Em không hy vọng phải nghe anh nói những điều như thế này. Anh còn nhớ 5 năm trước đây, ngày chúng ta gặp lại nhau không? Em đã hỏi anh là anh có thất vọng về em không? Tất cả những điều mà anh nói ngày hôm đó, em vẫn luôn ghi nhớ. Kể cả sau này, trong những lúc em muốn khuất phục trước cuộc sống, em vẫn đều nhớ lại và tự động viên mình. Nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy anh như thế này, em thực sự không biết niềm tin mà em bấu víu bấy lâu nay là gì. Em hiểu, cuộc sống có những lúc không như mình mong đợi. Và đôi khi, vì mệt mỏi mà mình sẵn sàng thỏa hiệp với hoàn cảnh. Nhưng anh Nam, em không mong anh như vậy. Ngay cả khi anh không còn chịu đựng được nữa, em có biết là nhiều lúc anh cảm thấy rất mệt mỏi không? Nhiều lúc anh muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là anh vậy? Em hiểu sự mệt mỏi của anh. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể vượt qua được khó khăn. Chỉ cần là chúng ta muốn thôi. Dù thế nào thì em vẫn mong anh được hạnh phúc. Chỉ có em mới có thể đem lại được điều đó. Nhưng em sẽ không bao giờ làm đúng không? Không. Không phải em không muốn làm. Em đã từng bất chấp tất cả. Nhưng anh lại chọn chị ấy. Và em tin là anh đúng. Anh có nhiều thứ để lựa chọn hơn là những gì mà anh đã bỏ lại. Em không mong mình ra đi để được nhìn thấy kết quả như ngày hôm nay. Cho dù tình yêu của em dành cho anh không còn nữa, nhưng anh mãi mãi là người mà em mong anh được hạnh phúc.